Hello mọi người, một buổi sáng ở đây. Ok. Và thật là nhanh nhở mọi người. Cứ mỗi cái phút giây trôi qua lại là những cái điều đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta đúng không? Những trải nghiệm, những cái câu chuyện và những cái cung bậc cảm xúc nó liên tục tới làm mới và trở thành những cái chương cũ, rồi trở thành những hoài niệm và quá khứ. Cho nên Kiết chỉ cảm nhận được rằng là chúng ta hãy nên là nhìn về hiện tại và nhìn về tương lai. Năng lượng tiêu cực nó cũng chỉ là những ảo ảnh, bởi vì chúng ta luôn còn có ngày mai mà. Cho nên hãy đầu tư cho cái ngày mai, và đặc biệt nhất phải là cái hiện tại của chúng ta thật năng lượng nhất, thật tươi vui nhất, và luôn luôn có những cái niềm tin tích cực vào cuộc sống. Ok, thì mình nói hoa mỹ vậy thôi chứ tự nhiên cái nó chiêu chiêu nói vậy ha. Ok, thì như mọi thông lệ, tháng 10 cũng lại tới rồi mọi người ha. Cũng nhanh nhỉ. Vừa có những cái trải bài những cái tháng trước, thì bây giờ chúng ta lại bắt đầu vào những cái trải bài cho những cái tháng cuối năm rồi ha. Cũng dần trôi qua. Ok, để kéo lên xíu. Rồi, vậy đi cũng xin. Thì với cái trải bài của chủ đề tháng 10 của chúng ta ngày hôm nay á, thì trời, tóc mắc cười quá. Vậy đẹp nè. Rồi, với cái chủ đề tháng 10 của chúng ta ngày hôm nay á là thì nói chung là Kiết sẽ trải, hôm nay cái cách trải đặc biệt hơn. Tức là thế này nè, Kiết sẽ trải theo từng tuần. Thì một tháng chúng ta có 4 tuần đúng không? Thì Kiết sẽ trải những cái dữ liệu của tuần đó trong cái tháng 10 này. Nhưng mà thế này, thì Kiết sẽ không có sắp xếp gọi là tuần đầu tiên nó là phải như vậy, tuần thứ hai là nó chắc chắn như vậy, tuần thứ ba, thứ tư, và chúng ta sẽ trộn thông điệp. Tức là Kiết sẽ nói theo cái thứ tự tuần thôi, còn cái việc mà diễn biến nó diễn ra như thế nào á thì thôi cứ để vũ trụ sắp xếp cho chúng ta, vũ trụ sẽ thông báo cho chúng ta có những cái điều gì diễn biến trong tháng đó thôi. Nhưng mà cái thứ tự diễn biến diễn ra như thế nào đó, nó cũng là một cái game, cũng là một cái trò chơi, cũng là một chiến thuật, chiến lược của vũ trụ. Thôi thì mình biết trước, mình nắm bắt trước đi rồi mình chơi tàu lượng. Tức là mình vẫn lên tàu lượng để chơi nha. Nhưng mà mình không biết là cái tàu lượng đó là nó đi cái nào trước hay cái nào sau. Thôi thì bất ngờ nó mới hạnh phúc đúng không mọi người? Nó mới là những cái... bất ngờ là hạnh phúc. Thay vì mọi người hay nói là chờ đợi là hạnh phúc, thì đó cái bất ngờ là hạnh phúc. Trời, tóc mắc cười quá. Ok, rồi bây giờ là Kiết sẽ cho mọi người chọn tụ nha. Và để cho, bởi vậy mới nói cái trả bài tháng 10 này nó hơi drama, kiểu như là nó không cho mọi người biết trước là cái nào trình tự. Nhưng mà cho nên là Kiết mới cho mọi người sẽ chọn theo cái hình ảnh này. Mọi người nhìn cái hình ảnh này đi, nó giống như là một bộ phim drama vậy mọi người. Hình ảnh nó cũng hơi drama nha. Đây là hình Kiết vẽ. Và mọi người thấy tụ thứ nhất, tụ thứ hai và tụ thứ ba chưa? Thì Kiết cảm nhận giống như là cái cô gái tụ thứ nhất. Giống như là đi nhìn thấy được, hoặc là có thể cô gái này cũng tùy phương diện nha. Không biết cái phản ứng, cái cảm xúc của cô gái tụ thứ nhất này như thế nào, đang ngồi xem một bộ phim với hai diễn viên chính là tụ 2, tụ 3, hay là cô gái tụ thứ nhất này đi đánh ghen. Tụ thứ 2, tụ thứ 3, và đánh ghen sao mà tụ thứ 3 treo ngược. Thì nói chung là tùy tình huống, tùy vào góc nhìn của mọi người. Thì đó với Kiết, cô gái tụ thứ nhất này thôi là đang làm minh tinh Hollywood đi. Có thể là cô gái tụ thứ nhất này đóng một cái vai ở tụ thứ hai, mà cô gái này đang ở trong rạp chiếu phim ở cái buổi công chiếu. Thì cổ đóng vai tụ 2, xong rồi cổ kết đôi với cái bạn nào tụ 3 chẳng hạn. Trời, nói chung drama dễ sợ mọi người ha. Ok, thế thì bây giờ mọi người chọn tụ bài đi. Rồi, tụ thứ nhất, Kiết sẽ nói rằng là minh tinh Hollywood. Tụ thứ hai thì sẽ là diễn viên trong bộ phim Vì Sao Đưa Anh Không Tới. Và tụ thứ ba sẽ là cái nhân vật trả lời cho cái câu hỏi của tụ 2. Vì sao anh không tới? Tại vì anh treo ngược, anh đi lộn đường. Thấy không má? Ai cũng một hai kiểu, giống như là mặt đúng hướng. Có mình tụ 3 nó treo ngược à. Thôi để quay lại cho mọi người coi tụ 3.
Và nếu mà thay đổi góc nhìn như vậy thì tụ 1, tụ 2 treo ngược không mọi người? Đây là tụ thứ 3. Thôi bây giờ ký cho mọi người chọn lại nha. Rồi, từ trái sang phải, tụ thứ nhất, ký đã đánh số trên đây, tụ thứ 2 và tụ thứ 3. Mọi người nếu cảm thấy khó chọn quá thì mọi người cứ nhắm mắt lại, xong rồi ngẫm về cái câu hỏi là: vũ trụ ơi, xin cho con biết, xin cho tôi biết, xin cho mình biết là tháng 10 này có diễn biến gì sẽ diễn ra tới với đời sống của mình trong vòng 5 giây nhé. Và bây giờ đi, mọi người mở mắt ra. Và cái hình ảnh nào nó thu hút mọi người nhất thì mọi người hãy lựa chọn hình ảnh đó, vì có thể thông điệp nó sẽ cho các bạn thấy được những cái dữ liệu tháng 10 nha. Và bây giờ Ký sẽ xoay cái tủ thứ 3 cho mọi người xem. Đây là tủ 3 nha. Để cho nó được, nó bớt dị dị xíu. Rồi, xoay lại nha. 1, 2 và 3. Ok. Rồi, bây giờ là Kiss cũng xin bắt đầu luôn. Và Kiss rất là hiếm khi trả vào những buổi sáng, nhưng mà hôm nay là Kiss quyết định là Kiss trả vào buổi sáng. Vẫn còn ở Nha Trang, vẫn đang enjoy cái khung cảnh ngày nắng rất là đẹp ở đây. Thì ai mà thích nghe tâm sự thì mình ngồi nghe tiếp. Còn ai mà thích nghe trải bài luôn á thì mình có cái phần timestamp chọn tủ ở dưới, mọi người nhớ click vào nha. Thì Kit có một cái tâm niệm thế này là nhận được rất nhiều comment của mọi người, và Kit đọc được hết, và Kit biết được rằng là mọi người cảm thấy rất là thoải mái, vui vẻ, vì mỗi trải bài khi mà Kit lên đó thì mọi người nói với comment là mỗi lần nghe là giọng cảm thấy được relax, được thư giãn lỗ tai. Thì đó cũng là một lời, những cái lời sự yêu thương đóng góp của mọi người, những cái tình cảm mà mọi người nhắn như vậy là Kit tự nhiên cảm thấy ngọt ngào liền. Mọi người cảm thấy là mình tự động ngọt ngào theo mấy bạn để trải bài. Thực ra mọi người hay nói là sao Kit có vẻ chill và ngọt ngào như vậy. Thực ra Kit chill ngọt ngào như vậy là do tình cảm của mọi người á. Mọi người ngọt ngào, comment, dễ thương, tình cảm, lịch sự, văn minh, mà rất là hiểu chuyện, mà còn đầy năng lượng kiểu tâm linh đó chứ. Rồi comment và xong rồi Kit bị ảnh hưởng lại. Kit cảm thấy là mình ngọt ngào dịu dàng nhờ các bạn. Ok, thế thì bây giờ là Kiss phải vô trải bài đây, mình tâm sự mỏng thôi, mỏng cánh thôi chứ không có mỏng mà dày quá, nó khó thấm. Càng mỏng càng thấm, ok, rồi, ẩn dụ nha. Rồi bây giờ Kiss vô nha, và thank you mọi người rất là nhiều. Nếu mọi người cứ yêu thích cái trải bài này của Kiss, mình có thể donate cho Kiss qua cái tài khoản ngân hàng, Kiss sẽ để thông tin ở dưới phần bình luận. Ngoài ra mọi người có thể like và share cái video này để tỷ lệ được YouTube đẩy lên xu hướng, để cái tiếng nói của Kit và của chúng ta được tới với mọi người nhiều hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng check tháng 10 nha, để xem trong tháng 10 có điều gì nhé. Tụ 1, number 1, đã chọn hình ảnh cái cô minh tinh, cô đào mặc một diện một chiếc đầm xanh thế này nhé. Trong cô ấy giống như là đang xem một cái bộ phim cô ấy tự đóng, hoặc là cô ấy đang đi dự một ra mắt bộ phim, hoặc là cô ấy đang đi đánh ghe. Như Kim có nói với mọi người, mà thật ra hy vọng không có cái sự đánh ghen nào trong tủ thứ nhất. Ok, đây, tủ thứ nhất nha. Rồi ok nhé, bây giờ là Kim sẽ vào cái trải bài. Và như Kim nói á, là hôm nay là Kim sẽ có cái trải cho mọi người trong tháng theo thứ tự là theo 4 tuần chứ không theo thứ tự nha. Nhưng mà Kiss sẽ đọc ra là tuần 1, tuần 2, tuần 3, tuần thứ 4. Thì trong 4 tuần đó thì sẽ có trộn lại, trộn các kiểu lại, không biết là cái diễn biến của tuần nào nó sẽ diễn ra trước trong cái tháng đó. Nhưng mà vũ trụ cũng muốn nhắn cho các bạn, thì vũ trụ với mọi người cùng chơi tàu lượn siêu tốc mà. Kiểu giống như là mình cứ lên chơi rồi mình cứ enjoy thôi. Mình biết trước nhưng mà mình enjoy, chứ mình cũng không có nên gọi là phải biết chính xác nó phải như thế nào, đường tơ kẻ tóc. Thì vũ trụ muốn các bạn khám phá nhiều hơn ha. Rồi bây giờ với cái trải bài này á, thì Kiss sẽ sử dụng chủ yếu vẫn là Tarot, và Kiss sẽ không có check năng lượng, tại vì trải bài tháng mà Kiss sẽ đi thẳng vào luôn.
thì đi thẳng vào, xong rồi sau đó thì nếu mà có nói về cái phần năng lượng trong cái tụ bài thì Kit nói ra cho mọi người ha. Chờ xíu để kéo lại cái khăn lụa này. À đây, cuốn sách mà Kit đang đọc nè, Winterbird Chronicle. Ok, vậy là Kit sẽ đi theo, Kit sẽ chia làm 4 dữ liệu của 4 cột đi, 4 cột bài nha. Kit sẽ có 4 cột bài dọc như vậy nè. À, vậy đi cho hay. Dữ liệu của 4 cột bài theo thứ tự tuần. Nhưng mà Kit quyết định đó là bây giờ là Kit sẽ trải bài trước, sau đó là mình sẽ dở lên luôn thì nó sẽ nhanh hơn. Thì không biết cái tuần nào đi đầu tiên, thôi random đi, giờ chơi tàu lượn siêu tốc mà, random. Ghép hình à quên, nó cái chọn tụi một á, diễn viên Hollywood. Ủa hình như mọi người không thấy bài ha. Trời ơi, cái góc này nó bị kẹt quá. Không sao. Rồi. Thực ra phải quay xuống chút xíu thì nó sẽ dễ thấy hơn, nhưng mà thôi, nó có giới hạn thôi. Thì phải kích ngồi xa xíu đi. Chứ ngồi xa xíu nó sẽ tốt hơn nhỉ. Rồi. Ok, vậy sẽ ok hơn nè. Rồi. Tháng 10 của các bạn có những diễn biến nào, và Kia sẽ theo cái từng tuần trong tháng nha. Nhưng mà cái tuần nào theo thứ tự thì không biết nha mọi người, trộn lại. Bốn cột đại diện cho 4 tuần. Tại vì phong cách của Kit là thích ẩn dụ và nửa kín nửa hở, cho nên nếu mà mọi người đòi hỏi một cái bài trả bài mà nó cực kỳ chi tiết rõ ràng mà đích thị chính xác á, không có đâu. Thực ra là Kit cũng mong muốn như vậy, nhưng mà Kit nghĩ là mọi thứ nó nên lấp lửng á, dần ở một phần nó sẽ hay hơn, để cho mọi người cảm thấy là mình thao thức và đầy tính trải nghiệm hơn, chịu đón nhận hơn. Lấy bộ tarot này đi, nãy giờ chưa lấy. À, mỗi cột đi sẽ có 5 lá bài. Cái này cho bên đây đi. Rồi, mỗi cột là 5 lá bài nha. Vậy là xác suất những cái lá bài này sẽ nhiều lắm á. 5 lá, vậy là 20 lá bài luôn. Ok, cũng hấp dẫn. Rồi. Và cái trải bài này cũng vui, cũng hồi hộp nha. Kiểu như là mình không biết trước cái thông điệp nó như thế nào á. Kiểu như mình xếp chữ và xếp hình đó mọi người. Kết cũng không biết gì luôn. Rồi còn lá nào nữa không ta? 4 lá. Ở đây thiếu 2 lá. Cái cột này thì đủ lá, rồi thiếu, từ từ cho thêm lá nữa đi. Lá purpose đi. Để xem cái điều gì mà vũ trụ muốn nhắc tới các bạn
trong những tháng này hay không? Random nhất. Ok. Random, random. Này hay là cái này đi. Ý không được. Cái này đủ lá rồi hả? À đây rồi. Ok. Ok mọi người chờ xíu nha. Mình nhỏ 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 tầm tầm thôi. Nói giỡn thôi, mà không gọi là mình hù người ta. Rồi bây giờ bắt đầu vô nha. Tự nhiên Kiết có thôi thúc muốn trải cái này trước. Cái này hồi nãy finish hoàn thành, cái dãy này finish trước. Bây giờ Kiết sẽ trải cái dãy này trước nha. Brunette female. Compassion. Brunette female, compassion. Okay. Strange, sức mạnh. Clover, wow, nổi da gà. Builder, ok. Cái tháng tuần, một trong những cái tuần đầu, một trong những tuần của tháng 10 á. Cái tuần này nó sẽ liên quan tới đối tượng là người nữ, gặp gỡ đi chơi hoặc là lâu rồi kiểu giao kèo. Các bạn có giao kèo nào với cái người nữ này hay không? Kiểu giống như là hoặc là có thể là deadline gì đó liên quan tới cái người nữ này. Thì nói chung là sẽ có một cái cuộc gặp gỡ, hội họp hoặc là được trao cơ hội, hay là một cái sự meeting. Nói chung là có một cái kết nối về công ăn việc làm, hoặc là đôi khi là cái sự mai mối dẫn dắt gì đó từ cái người nữ này trong cái tháng 10 muốn gửi tới bạn. Đây là một cái thông điệp may mắn, tại vì cái tuần này khá là may mắn với các bạn về vì có lá là The Clover, có bốn lá, và cái thấy cái tuần này có vẻ như là bạn sẽ chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, tập gym, đi bộ, đi bơi, swimming. Nó nói về sức khỏe nhiều. Tại vì cái cảm thấy cái tuần này nó sẽ có liên quan về cái luân xa trái tim. Có vẻ như do cái tuần này á, cái luân xa trái tim của các bạn nó có sự gọi là cần được nghỉ ngơi á, cần được thoải mái nhẹ nhàng á, cần được điều phối á. Hoặc là nếu mà bạn nào có vấn đề về hơi thở, về cái hô hấp, thì cái thấy cái tuần này trong cái tháng 10 này bạn sẽ có liên quan tới cái việc luyện tập, có thể là yoga thiền, nhưng mà có liên quan nhiều về builder. Thì cái thấy cái này có vẻ như là đi bộ nè, hoặc là đi đâu đó nó kiểu giống như là để mình vận động cơ thể. Nhưng mà tuần này khá là may mắn về mặt sức khỏe nha. Có vẻ như là sức khỏe của bạn có sẽ được cải thiện trong cái tháng 10 này. Cái thấy một vài bạn ở đây nó, nếu mà có những cái trong những cái tháng trước có những cái vấn đề về sức khỏe, thì tháng 10 sẽ là cái tháng tốt để các bạn cải thiện ha. Strain này thì cho Kit cảm nhận được rằng là nó có vận may nữa về công việc, về tin tức, kêu gọi, lời mời. Và cái builder này á, cần giống như bạn nhìn xa trông rộng và bạn xây dựng nên vậy đó. Ok, đó là một cái dữ liệu ha. Rồi bây giờ Kiss thêm xem tới tuần tiếp theo là các bạn có gì nữa, Kiss cho cái phần này đi. Rồi bây giờ nha. Eight of Swords. Trong cái tuần này là có 8 kiếm. Có lá jump, có lá nhảy. Nhảy ra, trap. Seek up emotion, tương tác cũ nha mọi người. Để ý trong cái tuần này có tương tác cũ. Listen to your true feelings. An animal. Rồi. Hèn gì có vẻ như cái sự đau tim á, là vấn đề hô hấp là có thể là do là tại vì cái thấy là trong cái tuần này của tháng 10 á, một vài bạn sẽ gặp lại tương tác cũ, hoặc là vô tình gặp lại người cũ, hoặc là những cái người cũ này sẽ connect lại với bạn. Nói chung bất cứ cái điều gì nó cũng sẽ đều liên quan về cái việc có sự kết nối
về cái đối tượng cũ. Tại vì có cái lá là sáu sáu emotion, sáu ly ở đây memories nữa, hoặc là những cái câu chuyện cũ nó ùa về trong cái tuần này, nó làm cho bạn gọi là Eight of Swords, tám kiếm, nó làm cho bạn gọi là đáng lẽ mọi người đã chữa lành, đang cảm thấy rất là ổn luôn, đang cảm thấy là mình đang dần lấy lại được tinh thần, đang thúc lại được tinh thần, đang sóc lại được tinh thần của mình. Nhưng mà tự nhiên bỗng một vài khoảnh khắc, có thể là gặp bỗng dưng vô tình gặp ở đâu đó, hoặc là một người bạn cũ kiểu giống như gợi nhắc lại câu chuyện với cái đối tượng đó, hoặc là các bạn lại thấy cái người đó xuất hiện ở đâu đó. Nói chung là bất cứ bằng mọi cách nào nó sẽ có liên quan đến cái tương tác cũ, hoặc là một câu chuyện cũ gì đó lặp lại, và nó làm cho bạn cảm thấy là bị trigger lại cái sự nhung nhớ, hay là cái câu về cái feeling mà các bạn đã từng cảm nhận á. Thì listen to your true feeling. Nhưng mà có vẻ một vài đối tượng ở đây á, nó sẽ có liên quan về cái việc mà gọi là cái tuần đó đó, cái người cũ đó đó sẽ contact lại với bạn, liên kết kết nối lại với bạn, và có vẻ như là sẽ có một cái câu hỏi đặt ra cho bạn. Một cái câu hỏi nào đó liên quan đến cái đối tượng cũ này sẽ đặt ra cho chính trái tim bạn, và cần bạn có câu trả lời trong cái tuần này. Có cái lá animals thì understand animal, không biết thế nào nhưng mà cứ thấy là trong cái tuần này có vẻ như các bạn sẽ kết nối với động vật. Có lá jump này, có lá nhảy nè, động vật nhảy nhảy nhảy, dance dance dance, hoặc tựa sách của Murakami, The Jump. Có vẻ như tuần này á, cái trong cái tuần gia trong cái tuần này, trong cái tuần mà có liên quan tới cái câu chuyện cũ này nè, nó sẽ có cái yếu tố động vật ở đây. Không biết liên quan về cái yếu tố động vật nào, có thể là dấu hiệu nào đó từ các loài chim, nhưng mà cũng có vẻ nghe một hoặc hai bạn ở đây có thể là nhiều khi nuôi chung một thú cưng, hoặc là do có vấn đề về của những bé thú cún cưng, bé mèo cưng, xong rồi cần contact lại với nhau để chia sẻ, để hỏi han gì đó. Xong rồi tự nhiên bỗng dưng cái bạn bị sốc lại, cái gợi nhắc lại cái câu chuyện cũ, cho nên cái tuần này nó hơi cảm xúc chút xíu nha mọi người. Cái tuần này nó sẽ hơi cảm xúc chút xíu và nó sẽ hơi trigger, nó sẽ làm cho các bạn không thoải mái về mặt cảm xúc, đặc biệt là chuyện tình cảm. Well well well. Nhưng mà sẽ có liên quan đến động vật hay như thế nào đó thì cái chị cảm nhận được trong cái lá này nó nói vậy ha. Ok, bây giờ Kiết sẽ đi tới tuần tiếp theo. Trong cái tuần đó có gì nữa? Trong cái tuần khác nha, trong tuần khác có điều gì? The Sun, tuần này có vẻ như là sẽ get up, dậy sớm. Cái tuần này nó healthy hơn. Một cái tuần mà Kiết thấy có liên quan về cái việc mà gọi là nhiều ánh nắng, nhiều cái tin tốt mà các bạn chờ đợi. True love. Một hoặc hai bạn trong cái tháng 10 này gặp true love. Hèn gì, cái câu chuyện cũ nó làm cho bạn trigger lại. Kết cảm nhận trong cái tháng 10 này sẽ là cái tháng có lựa chọn nha, của một vài bạn, là kiểu giống như là mình nên tiếp tục cho một cơ hội, hay là mình nhìn về cái đời sống tình cảm hoàn toàn mới. Tại vì cái thấy là một vài bạn sẽ phải có một cái quyết định là chúng ta có được tiếp tục, nên tiếp tục cái con đường cùng với nhau trong chuyện tình cảm lứa đôi hay không, hay là mình lựa chọn dừng lại thôi. Và tại vì là cái cảm nhận là thôi mình nên nghĩ về cái hướng mới, tại vì divine timing đang tới nha. Trong tháng 10 này, đa phần các bạn là sẽ ảnh hưởng về mặt cảm xúc nhiều. Nhưng một vài bạn ở đây á, sẽ gặp cái true love của mình trong tháng 10. Đối tượng sẽ xuất hiện, cái đối tượng thật sự mà trong chuyện đối tác tình cảm dành riêng cho bạn á, nó đã đến đúng lúc rồi. Worthiness.
Hèn gì cái tin tức tốt ở đây là Kiếp nghĩ là liên quan cũng về mặt tình cảm nữa. Đờ Sơn bé chó nữa nè. House, nhà. Và thêm cái việc tiếp theo á là về nơi ở. Khi thấy trong cái tháng 10 này á, bạn sẽ cảm thấy là không có muốn ở nhà nhiều nha. Trong cái tuần này bạn không muốn ở nhà, tại vì bạn sẽ thích di chuyển nhiều. Tại vì bởi vì khi mình thấy có nhiều ánh nắng, bạn sẽ năng động hơn. Cái tuần này nó sẽ liên quan đến cái việc mà gọi là cái không khí, cái năng lượng ở bên trong ngôi nhà của các bạn nó không được làm cho các bạn cảm thấy được năng động lắm, cho nên bạn sẽ quyết định là cái tuần đó đó là bạn sẽ ở ngoài nhiều hơn, hoặc là cái tính chất công việc của bạn ở trong cái tuần này của cái tháng 10 nó sẽ hoạt động ở ngoài nhiều hơn, hoặc là phải đi đứng di chuyển công tác, hay là nói chung là phải di chuyển nhiều trong cái tuần này, không ở nhà nhiều nha. Cái thấy cái tuần này không biết sao, có thể là đi vắng nhà mấy hôm, qua nhà bạn chơi mấy hôm, hoặc đi du lịch vài ngày, nói chung không thấy ở nhà. The time, thêm một cái lá là thời gian nữa, bạn sẽ dành thời gian chất lượng trong cái tuần này. Và chính cái việc mà di chuyển đi đứng gặp đi nhiều, do di chuyển á, tự nhiên lại gặp một cái đối tượng tiềm năng, true love, khuyến khích là đi nhiều hơn trong cái tuần này, đặc biệt là những cái thời điểm ban ngày có ánh sáng. Ok, cái sẽ xem tiếp đến cái tuần còn lại trong tháng 10 có điều gì nữa. Ok. Illusion là magician nhỉ. Illusion. Sorry mọi người, cái không thấy cái lá bài nhỉ. Ở đây illusion. Quay lên vậy là sẽ bị cháy. Illusion là magician. Listen, lắng nghe. Oh, Five of Cups. Năm năm ly. Cái tháng có sự lựa chọn. Nên đi hay là nên lùi. Cái tuần này cũng sẽ là liên quan tới một người cũ trở lại nữa, những cái tương tác cũ trở lại. Ready, set, nói chung á, là khi thấy những cái giai đoạn mà cái tháng 10 nha, giờ nhắc lại, khi thấy tổng hợp lại là bạn phải sắp xếp. Bây giờ khi có toàn bộ cái bức tranh của cái tháng của tháng 10 của bạn rồi, nhưng mà khi thấy là bạn phải tháng này là phải sắp xếp là những cái tồn đọng trong những cái tháng trước mà nó ôm, nó dồn lập nó dồn lập các bạn. Tháng 10 phải sắp xếp nha, rất nhiều thứ, từ cả chuyện trong nhà, ngoài phố, nhưng mà nó cũng là liên quan nhiều về mặt tình cảm, về mặt cảm xúc, xúc cảm nội tâm, chứ không thấy gì về công việc tài chính. Tại vì nãy giờ thật sự là nó không có cái lá xu nào hết, nó chỉ có những cái lá về suy nghĩ, về cảm xúc thôi. Cái tháng này bạn cảm thấy nó feeling blue nhiều nha. Chưa gì mà thấy là 2 tuần là trôi, cảm xúc nó hơi trôi. Tháng này là cái tháng chậm, chậm là để về mặt cảm xúc và để cho các bạn có thể dọn dẹp, làm sạch lại cái tủ năng lượng của các bạn. Nó còn dồn lại nhiều cái món đồ cũ, những cái món đồ bạn đã không sử dụng nữa, và nó còn dồn lại quá nhiều những cái gọi là rác thải năng lượng mà nó bị ách tắc, tắc nghẽn, mà cần phải các bạn mở ra dọn dẹp nó. Và nếu mà nói về mặt thực tế á, thì cái thấy về gia nhà cửa của các bạn trong cái tháng này á, sẽ là nơi mà các bạn ít khi mà có mặt nhiều. Vì cái thấy cái tháng này là bạn đa phần là các bạn ở ngoài nhiều hơn. Các bạn ra khỏi cái căn phòng, cái không gian quen thuộc nhà ở của các bạn á. Tại vì có những cái lá nó thiên về The Sun là thế này, là chỉ thấy nó ánh sáng ban ngày, nó nắng. Và đặc biệt cái tháng này nó sẽ là cái tháng mà bạn phải cân nhắc về sức khỏe để cho mọi thứ nó được healthy hơn. Nó sức khỏe nó được cải thiện, nó phục hồi hơn.
Nhưng mà lại có một tuần trong cái tháng này là có những cái vận may về công việc, được giúp đỡ mai mối hoặc là có liên quan đến người nữ nào đó gặp gỡ ha. Vì một tháng của chúng ta tới 30, 31 ngày cho nên nó có rất là nhiều dữ kiện mỗi ngày nó liên tục như vậy mà. Cho nên đây là những cái điểm chính mà Kiếp thấy, thì còn lại là tại vì chúng ta có rất là nhiều người nghe cái trải bài á, cho nên mỗi người là sẽ có những cái tình huống á, đôi khi nó không phải diễn ra được chính 100% nhưng mà ít nhất là nó cũng sẽ diễn ra được 30-40% trong cái tháng đó dành cho các bạn ha. Rồi bây giờ Kiếp nói lại một cái tuần mà nãy Kiếp trải cuối cùng đây nè. Một cái tuần mà các bạn phải lắng nghe về cái tiếng nói nội tâm, tại vì có sự xuất hiện của những cái câu chuyện cũ, của những tương tác cũ, nhưng mà các bạn sẽ quyết định là ready set go. Tại vì cái nói rồi, đi hay ở là tùy các bạn, nhưng mà có vẻ như là cái năng lượng muốn các bạn hướng tới, muốn các bạn xứng tới, muốn các bạn làm mới. Thì và đặc biệt ở đây là the perfect moment, thì Kiếp nghĩ là tháng này bạn cũng gặp một cái đối tượng true love trong chuyện tình cảm, nhưng song song với cái việc là bạn còn bị vướng mắc những cái câu chuyện cũ, thì cần bạn phải hướng cái tâm trí, cái suy nghĩ, cái dòng năng lượng tình cảm của mình về phía nào thì bạn cảm thấy cho cái trái tim mình ấy yên lành hơn. Nói chung tháng này sẽ là một tháng chậm đó, dọn dẹp mọi thứ nó không quá là kiểu nhiều cái không kiếp không thấy sóng gió, nó chỉ có những cái bão tố trong lòng của mình thôi. Tháng này cũng đang nói với mọi người là nhắc nhở mọi người compassion, cũng nên hướng về tâm linh, có vẻ như là mình cần phải nên đi có thể là làm từ thiện là thiện nguyện giúp đỡ nè, đi chùa nè, tương tác và lại với những cái năng lượng nữ, có mẹ Quan Âm nè, mẹ Maria nè. Nói chung là năng lượng của các vị nữ, tính nữ nhiều thì nó sẽ tốt hơn cho cái trái tim của các bạn. Để uống miếng trà sữa ngọt ngào mang đầy tính nữ. Nhưng tháng này á, khi thấy ngoài cảm xúc thì bạn cũng phải lựa chọn rất là nhiều thứ. Ngoài cái lựa chọn về mặt tình cảm, chọn lựa cho chính bản thân mình thì nó cũng sẽ liên quan tới nơi ở, tới di chuyển, tới đi đứng. Đôi khi có một vài bạn nghĩ về cái việc mà thay đổi tính chất công việc của mình đó, đổi chỗ làm hay là thay đổi vị trí, hoặc là suy nghĩ về cái định hướng công việc, sự nghiệp mình đang đi. Tháng 10, những cái tháng có cân nhắc, đưa ra những lựa chọn và làm việc sắp xếp lại cái tủ đồ cảm xúc của mình. Ok, đó là cái tháng 10 của các bạn tuổi thứ nhất. Bây giờ cái sẽ cho 5 lời khuyên mà vũ trụ muốn dành cho các bạn để cho các bạn tốt và ổn định về cái tủ đồ cảm xúc của mình nhé. Năm lời khuyên sẽ kết nối với năm bộ bài Oracle khác nhau. Tháng 10 này nên lắng nghe nhiều hơn trái tim mình. Lắng nghe bên trong nội tại, nội tâm á. Tháng 10, Kiết cũng không thấy là các bạn sẽ giao tiếp quá nhiều, mà các bạn sẽ là những, tức là cũng có giao tiếp nhưng mà nó chỉ về cái phương diện lắng nghe nhiều á. Nếu mà các bạn mà làm về những cái lĩnh vực chữa lành, chữa đồ, chữa lành á, thì mọi người sẽ cái tháng của tỉnh lại để nghe. Nếu mà tháng vừa rồi các bạn làm việc cực lực, bạn chăm chỉ, bạn work hard, tháng 10 sẽ là cái tháng chill, chậm 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 lại. Các bạn ổn định lại cái năng lượng bên trong, cái tủ đồ của mình, nó sẽ tốt hơn cho các bạn nha. Vậy thì tháng 9 vừa rồi cái trải bài nhiều, tháng 10 này chắc thôi, mình chậm chậm lại. Mà chắc cũng chậm thiệt. Lời khuyên cho các bạn, năm thông điệp mà vũ trụ muốn nhắc cho các bạn để có được một cái năng lượng tốt cho cái tháng 10 này, được hanh thông, mọi thứ nó được sắp xếp
có cái hướng chỉ hướng dẫn sử dụng để sắp xếp cái tủ đồ của mình nha. Không thể nào mà alone được mọi người. Chưa gì nói rồi, you can do it, bạn làm được. Những cái quyết định, những cái lựa chọn này chắc chắn bạn sẽ làm được. Lời khuyên. Ok, lời khuyên đầu tiên là return hết chưa? Tất nhiên là có sẽ có những câu chuyện cũ, những tương tác cũ sẽ return. Ở đây có lá the time. Ở đây có lá return. Sắp xếp lại câu chuyện cũ. Vì có thể là cái lời khuyên ở đây là review lại. Các bạn phải review lại cả một cái chặng đường của mình vừa rồi. Thực ra đúng, cái tủ đồ các bạn cần phải thay, cần phải làm mới thì cái năng lượng mới nó mới tới cái tủ đồ của các bạn được. Chứ khi thấy cái tủ quần áo, cái tủ đồ của các bạn, cái năng sự ứng dụng thôi, nó đang tồn động như những cái món mà quá cũ từ rất lâu, nhưng mà các bạn không để ý, nhưng mà các bạn vẫn để bên trong đó, nó không có lôi lại. Thì tới khi mà các bạn muốn có những cái bộ trang phục mới, hoặc là các bạn mới mua, các bạn cần những cái điều mới mà nó bỏ vô, thì nó không, cái tủ đồ của bạn nó không đủ để nó chứa. Thì điều mới tới thì vô tình là cái tủ đồ của bạn nó đầy quá rồi, nó không thể chứa được những cái điều mới. Thì cho nên là cái cũ còn nhiều quá thì phải sắp xếp. Và cái return này, như Kit nói, vũ trụ khuyên các bạn hãy review lại cái chặng hành trình của các bạn, xem thử rằng là các bạn nhận được gì và các bạn không cần thiết điều gì, cần phải lược bỏ nó để cho cái tủ của mình có không gian để thở. Mà có không gian thở, trái tim nó mới tốt. Bởi vậy Kiếp mới nói rằng là nó cũng liên quan về sức khỏe. Nó hồi nãy Kiếp cũng nói luôn xa trái tim á. Bạn cần khoảng không gian để cho mình được thở. Hạn chế ngoài nhiều. Có vẻ như là ra ngoài kiểu ở nơi gần những cái không gian yên tĩnh, cây cối. Bạn nào mà sống ở những cái trung tâm hoặc những cái nơi nó quá đông, nó ồn ào, cần phải tách ra chút xíu nha. Tháng 10 nha. One step at a time, từng bước một sắp xếp lại. Nhưng mà đang nói về những ước mơ và nguyện vọng. Lots of little steps make big dreams come true. Rất là nhiều những cái bước nhỏ sẽ tạo nên một cái những ước mơ thành sự thật. Tiếng chó kêu ngoài kia. Thế này thì cái thấy cái tiền đề của tháng 10 này sẽ là một cái tháng mà bạn gọi là từng bước một thực hiện được những cái nguyện vọng, cái dự định của mình. Ký thấy là cái sự thành công nó sẽ tới. Nhưng mà tháng này chưa phải lúc về cái việc mà gọi là ký thấy các bạn rất là có thôi thúc và muốn làm lắm rồi, muốn cái gì đó nó nhanh nhanh lắm rồi. Nhưng mà vũ trụ nói time, ở đây nãy giờ trải bài toàn là nói về thời gian thôi. Chậm lại chút xíu, tháng 10 này để lắng nghe trái tim, để thở thôi. Remember who you are. Hàng chim mới kết mới nói là review á mọi người. Tháng này là cái tháng có review. Tháng của cái việc nhớ lại cái bạn là ai. Remember who you are. Cần phải xem xét lại bản thân mình. Cần phải xem xét lại cái điều nào cần phải lược bỏ, phải thay đổi và bước về phía trước. Nhưng mà thật ra nha, tổng lãnh thiên thần Michael sẽ quay trở lại làm việc với các bạn trong cái tháng 10 này. You can do it. Tức là tổng lãnh thiên thần Michael sẽ giúp cho các bạn rõ ràng hơn, clear hơn về những cái dự định của mình, những cái intention, những cái mục tiêu của mình, để cho các bạn gọi là thay đổi nó, quyết đoán nó. Vậy là chắc tháng sau, ê không, tháng này chứ, chắc hết đi làm tóc. Làm tóc mới. Tại tóc dài này dài quá rồi, chắc làm ngắn lại xíu. Cuối cùng, crossroad, con đường. Mà crossroad lại là cái đường mà ngã ba đường hả? Oh, crossroad, I am alone on the crossroad. I'm not at home in my own home. And we try and try, say it's on my mind. You should have known.
I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I follow the voice you think you gave to me. But now I gotta fight my own, my own. Tự nhiên vô tình hát là cái bài Listen của Beyoncé. Bài hát nổi da gà nha. Bài hát Listen là cái bài nói về cái việc mà gọi là bạn phải lắng nghe cái trái tim bên trong. Giữa ở cái ngã ba đường này, tự nhiên cái từ Listen, Crossroad, House, I'm not at home in my own home, để tìm ra chính mình. Wow. Vậy thì Listen, tháng của lắng nghe trái tim mình, rồi dọn dẹp review thôi. Đơn giản như vậy, hết. Không có gì thêm. Thì Kit nghĩ rằng là thôi mình cứ chậm chậm thôi, mình cũng không nên hối thúc của quá trình làm cái gì. Bạn cần phải nhớ là cái việc mình mong muốn, nguyện vọng của mình là đầu tiên ha. Còn những cái việc khác thì thôi, từ từ để sau. Rồi, như vậy đi. Kit cam kết cùng với mọi người, chúng ta sẽ cùng hoàn thiện cái tháng 10 này. Để nó sẽ là chỉ có 30 ngày thôi mà. Thì nó sẽ là những cái tiền đề, những cái cho những cái giai đoạn tiếp theo nhé mọi người. Tại vì cái thấy là mỗi cái duyên vào nghe những cái trải bài này á, nó mà chúng ta cùng nhau chọn tụ, mà chọn giống nhau, thì Kiết nghĩ rằng là hãy cộng hưởng cái năng lượng cho nhau mọi người nhé. Hãy bước đi trên cái con đường mà chúng ta lựa chọn, và phải thật rõ ràng với nó. Rồi, thank you mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe trải bài này. Thì hy vọng mọi người sẽ luôn yêu thương Kit. Có thể là donate cho Kit qua cái tài khoản ngân hàng. Kit sẽ để thông tin ở dưới phần bình luận. Ngoài ra thì mọi người có thể gọi là like và share, nha. Cái video này để tỷ lệ được YouTube support cho kênh của Kit tới với những cái bạn thật sự cần nghe những cái thông điệp này ha. Và lần đầu tiên tới với kênh thì nhớ subscribe kênh để nhận được thông báo mỗi lần mà Kit lên video mới nhất nhé. Ok mọi người, bye. Hẹn mọi người vào những trải bài tiếp theo trên kênh Kitoan Tarot Channel. Từ từ để mình tạo dáng chụp hình tắm. Mọi người có thể tắt liền nhé. Kiếp đang tạo dáng chụp hình thôi. Để kiểu như làm cái thumbnail cho cái trải bài á. Ok. Rồi. Xin chào tất cả các bạn ở tổ thứ hai. Đây là cái hình ảnh mà các bạn đã lựa chọn nhé. Với cái cô gái mà cái tóc màu xám xanh như thế này, mà có một cái ngôi sao, thì nó giống như là cái vai diễn của trong cái bộ phim này đi. Chắc là một cô gái từ hành tinh khác tới để yêu một cái chàng trai. Không biết phải chàng trai không, thì mình nghĩ là vậy đi. Ở tụ ba kiểu vậy á, thì cô gái có mang một cái hơi thở ngôi sao. Và sao cái Kit vẽ cái mặt này giống cô Cẩm Lan quá. Không biết cô Cẩm Lan có nghe cái trải bài tụ hai hay không, hoặc là mọi người có thể share cho cô Cẩm Lan xem trải bài tụ hai nhé. Rồi, nói chung là tụ mọi người đã chọn đi. Rồi. Và với cái trải bài của ngày hôm nay á, là Kit có giới thiệu trước với mọi người là Kit sẽ trải theo tuần. Tức là chúng ta sẽ có 4 tuần. Nhưng mà Kit sẽ trải một cách random nhất. Tức là sẽ không theo thứ tự tuần nào diễn ra trước hay sau hay như thế nào. Mỗi thông điệp Kit sẽ trải theo cái tuần đó. Thì cái việc mà nó diễn ra theo tuần người á, thì ý
thì nó sẽ là một cái ý đồ của vũ trụ. Vì Kit nghĩ rằng là mỗi người, mỗi cái tình huống khác nhau, và mỗi năng lượng của chúng ta chỉ là nghe trả bài chung thôi. Nhưng mà khi nó diễn ra, nó sẽ dựa vào cái năng lượng của mọi người hiện có. Thì chúng ta hãy lắng nghe, nó giống như một cái tàu lượn siêu tốc vậy. Mọi người nhìn cái cánh tay của Kit giống như tàu lượn siêu tốc. Trời, Kit ốm dữ trời, gầy ghê đó, giống như tàu lượn siêu, mà nhìn khẳng khiu á, giống như một cái tàu lượn siêu tốc vậy đó, lên xuống hay như thế nào đó thì cũng tùy vào cái việc vũ trụ sắp xếp cho cái năng lượng của theo cái mức năng lượng của các bạn nha. Ok, bây giờ không nói nhiều nữa, mình vô trải bài nè. Nhưng mà phải chỉnh lại cái like đó, like đẹp không trời, không đẹp lắm, nắng hơi gắt, bắt đầu gắt rồi. Hay là mình vô đây nhỉ, thôi kệ đi. Ok, rồi bây giờ Kiss sẽ bắt đầu mình sử dụng cái bộ tarot này để Kiss sẽ cho ra làm 4 cột nha. 4 cột ở trên bàn này tượng trưng cho 4 cái tuần của chúng ta. Tụ thứ 2. Năng lượng tụ 2. Ốp lại. Chưa thấy gì hết đi. Mình xem nha, mình chưa thấy nha. Bây giờ Kiss sẽ cho rất là nhiều lá bài một cách random. Mỗi cái cột á thì nó sẽ tầm khoảng 5 lá. Rồi, không thấy gì hết, không thấy gì hết. Ok. Tụ 2 tháng 10 của mấy bà sẽ như thế nào? Sắp ở đây, sắp ở đây. Ok. Tụ 2 tháng 10 của mấy bà sẽ như thế nào? Tụ 2 tháng 10 của các bạn sẽ như thế nào? Không biết đây có ai vừa nghe vừa ngủ hay đang vừa nghe và đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ hay không? Thì ráng tỉnh chút xíu để nghe một vài thông điệp nhé, mất công ngủ quên. Mà thôi ngủ quên cũng được, để bữa sau qua quay qua lại nghe cái kênh này để tăng tương tác. Cứ ngủ đi các con, ngủ đi. Các con yêu của mẹ hãy ngủ đi. Lem ơi hãy ngủ đi Lem. Chỉ là mụ phù thủng nè. Hai lá luôn. Tự nhiên để cái này giống Lem ta. Giống Lem ghê, lọ Lem á. Cinderella. Ok. Tháng 10 của các bạn thủ 2. Rồi cho finish này luôn đi. Tháng 10 của các bạn thủ 2. Ok, finish. Tháng 10 tụ 2. Ok, này finish. Finish. Tháng 10 tụ 2. Ok, finish.
Rồi với cái bốn dãy ở đây á, thì bây giờ Kiết sẽ đi cái dãy đầu tiên này trước luôn đi ha. Kiết có cái lá là cái tuần này, bây giờ Kiết sẽ đi đến cái tuần này nhá. À, không biết cái tuần nào, thì nói chung là cái tuần của cái dữ liệu này. 8 8 8 gậy. Yes. Dating. Door separation. Trong cái tuần này có vẻ như là gặp một người bạn phương xa, hoặc là người tình phương xa, hoặc là người ở xa tới. Thế này hẹn hò nha. Thế này là hẹn hò. Ê, tuần này chứ nhầm. Tuần này là hẹn hò. Tuần này là nên đồng ý những lời mời. Chỉ thấy một cái tuần mà gọi là hoạt động khá là năng nổ, năng lượng, nhiều cái sự lời mời, gặp gỡ, và có một chỉ thấy cái tuần này có gặp gỡ cái đối tượng hẹn hò nè, người ở xa về chơi nè, người bạn lâu năm nè, tuần này là chỉ thấy là có dắt chó đi chơi, đi bộ, đi dạo, hoặc là và tuần này cũng gặp một người có yếu tố năng lượng của cái loài đó, tức là không, ý là một cái người rất là dễ thương, hoạt náo, trẻ trung. Và đặt separation thì Kiết chỉ cảm nhận là cái tuần này là cái tuần và có thể là có một cái buổi tiệc độc thân hoặc là tiệc chia tay một người bạn chuẩn bị đi du học hay đi nước ngoài hay là như thế nào đó. Cái tuần này các bạn ở tụ hai á sẽ khá là bận rộn nhưng mà lại có hẹn hò, lại có gặp gỡ nữa, cũng vui. Nhưng mà Kiết thấy tuần này là bạn tất cả lời mời của bạn bạn đều nhận lời hết. Nó sẽ liên quan về cái mặt tài chính nữa, mặc dù là đi nhiều nó cũng rủng rỉnh quá nhiều túi tiền, nhưng mà các bạn cứ thấy cái tuần này cũng nên gặp gỡ, nó cũng là những cơ hội, nó cũng là những tạo ra những cái niềm vui thì ok nên gặp gỡ. Còn cái lá chót này thì Kiết nghĩ rằng là nó nói về cái việc mà cái tuần này là thấy có đi đi dạo với ai đó ngoài trời. Tuần này các bạn sẽ hơi ngâm, da hơi ngâm. Không biết sao cái thấy một vài bạn có dự định là muốn thay đổi diện mạo về cái việc là muốn cái da mình nó rám nắng, nó khỏe mạnh hơn. Một vài bạn thôi nha. Thấy vậy á. Nhưng mà về cái lá hẹn hò này thì gặp gỡ nhiều. Có tương tác, có đối tượng. Có người ở xa nữa. Rồi bây giờ Kiết đi tiếp theo với cái tuần tiếp theo nha. Tuần này đi. Cái tuần này có gì? Cái tuần tiếp theo của bạn có lá The Wind, con gió, có lá Patience, kiên nhẫn, có lá Travel, đi du lịch hả? Có lá là Seven of Cups. Á! À! Bảy. Trời ơi, đầu sẹp lép luôn. Bảy. Bảy lê. Rồi lá Three of Intellect. Ba ba kiếm hả? Chờ xíu nha. Tuần này cái tuần gì đây? Tự nhiên cái sorry mọi người nha, phải làm lại tóc nữa. Vừa mới thay đổi diện mạo một cái. Hay khỏi quấn khăn ta. Tháo mẹ ra rồi. Ê, sorry, tháo luôn cho rồi. Ok, nhưng mà quấn cho nó đồng bộ phải không? Tại mình lỡ lên cái trải bài là mình quấn khăn đầu đến cuối rồi tự nhiên cái giờ tháo nữa. Rồi ok, tuần này chắc là gió thổi là phải đi. Bắt buộc phải đi nha. Tại vì có cái lá Windy này, dù gió có thổi là chắc phải đi rồi. Tuần này về sự di chuyển, một vài bạn chắc là trong cái tháng tháng 10 á, cái tuần này á, là bạn phải đi xa, có thể đi du học luôn, một vài bạn đi du học. Còn một vài bạn là di chuyển nơi ở khác, tới vùng đất khác. Một vài bạn phải di chuyển, nói chung là phải di chuyển xa. Bất cứ khía cạnh nào, nhưng mà cái thấy có travel, có du lịch. Có du lịch và cái tuần có di chuyển. Patience là kiên nhẫn và bảy bảy ly thì cái thấy là
Có vẻ như một vài bạn sẽ phải tìm một cái định hướng trong cái tuần này để mình thực hiện, để mình gọi là phải thay đổi. Tại bảy ly này, cái thế là nó đang có một cái tuần này các bạn sẽ thấy có rất là nhiều cái lựa chọn, nhiều cái vùng trời mới đang kêu gọi. Vùng trời mới này có thể là về công việc dự định, nhưng mà vùng trời mới này cũng có thể là lên những cái list về cái nơi các bạn dự định đi, hoặc là những cái đống đồ, những cái gì bạn phải chuẩn bị á trong cái tuần này. Khi thấy cái ba kiếm, dù là cái tuần này là di chuyển đi đứng, nhưng mà nó cũng có một cái tin là nó hơi rầu. Rầu ở đây tức là nó sẽ làm cho bạn cảm thấy là hơi mệt tím xíu. Khiết cũng không biết là cái tin đó là tin gì mà nó mệt tim gì đó, nhưng mà cái tin này nó làm bạn rầu chứ nó cũng không làm bạn tích cực gì. Không, nhưng mà kiểu như là rầu rồi đi á. Rầu rầu đi là đi. Có di chuyển, có du lịch, nhưng mà có sự travel đây khi thấy là ok. Và cơn gió nữa, mà đôi cánh chắp cánh ước mơ nó đi thôi. Quyết định đi. Nếu mà ai chưa quyết định thì trong cái tuần này nên quyết định đi. Chắp cánh ước mơ, nhiều nhiều lá đôi cánh lắm, hình ảnh bay nữa. Mặc dù các bạn có thể là quyết định là đang lựa chọn là có nên đi xa hay không, có nên, hay là như thế nào, thì mặc dù là đi xa rồi sẽ buồn, rồi sẽ xa thế này kia, không gian quen thuộc, mà cái thế thôi, mình nên bứt phá hơn, tìm những vùng đất mới để trải nghiệm nhiều hơn. Đi thôi, nói gì nữa, trải nghiệm nha, mới nha. Rồi bây giờ kết tới với cái tuần này đi. Do dream trang sức. Tuần này chắc mua trang sức hoặc là được tặng trang sức. Mà nghĩ là chắc là mua nhiều hơn, hoặc ai tặng cũng được, không sao cả. Liên quan về trang sức, có thể sinh nhật các bạn rồi được tặng trang sức. Chemistry. The word. Cushion. Freedom và Wheel Fortune. Không rõ sao mà thấy tuần này có liên quan về cái celebration, về cái có thể là sinh nhật các bạn, happy birthday. Nếu mà ai tặng trang sức thì tốt, còn không thì tự mình mua trang sức là một cái món quà quý giá. Nhưng mà cái true dream ở đây á thì cái cảm nhận nó sẽ có liên quan về một cái đối tượng bị bạn thu hút, không biết nữa. Thấy cái người, một cái đối tượng nào đó trong cái tháng 10 này mà có cái chemistry với các bạn rất là nhiều, có thể là có lời mời rủ các bạn đi rừng, đi núi, đi chơi. Thấy cái gì liên quan về khu rừng, the wood, thì tại vì Wheel Fortune nó về bánh xe thì Kit nghĩ rằng là sẽ có một cái sự nào đó của một cái tương tác lăn, chấp nhận lăn cái bánh xe về phía bạn á. Ê bậy nha, chấp nhận lăn bánh xe tức là người ta lái xe tới, chứ không phải là người ta lăn xe, là đọc ngược lại là lăn xe chứ không phải là đọc ngược nha bà nội. Nhưng mà freedom, nhưng mà bạn sẽ tự do lựa chọn. Cái thấy tháng 10 này sẽ có nhiều cái đối tượng về mặt tình cảm dành cho các bạn, và các bạn sẽ kiểu giống như bởi vì cái nó cũng sau tháng 10 cũng giống cái tụ thứ nhất ra. Tụ nhất lựa chọn, nhưng mà lựa chọn cuộc sống bản thân. Nhưng mà tháng 10 này là lựa chọn nó nhiều cái option về cái lời kêu gọi, mời gọi từ khắp khắp các tất cả các thứ, ngay cả du lịch, đi đứng và câu chuyện tình cảm. Nhiều đối tượng lại xuất hiện trong cái tháng 10 này, và cái tuần này lại là có một cái người rất là chủ động rủ các bạn đi rừng, đi núi. Nhưng mà cái thấy là bạn vẫn tự do, còn ai mà đang độc thân ở đây á, bạn vẫn lựa chọn độc thân nha, chứ vẫn chưa có tiếng mà kiểu giống như thì người ta có cảm xúc với mình thì chứ cứ cho người ta tấn công đi, còn mình vẫn freedom, vẫn tự do, mặc cái đầm trắng tung tăng thôi. Màu trắng sẽ là một cái màu rất là tốt cho các bạn ở tháng 10, và đặc biệt hẹn hò, ví dụ mà đi hẹn hò mà đi gặp gỡ mặc đồ trắng sẽ được ấn tượng cao. Một cái đó, nhưng mà cứ thấy là có liên quan về trang sức nữa. Tháng này phải có trang sức trong người sẽ tốt hơn. Đá quý, kim cương, cẩm thạch, cẩm ngọc, ruby, emerald rồi đó.
Nhưng mà Ki thấy có một cái đối tượng khá là ok trong cái tháng 10 này xuất hiện á. Tiềm năng, rất tiềm năng nha. Các bạn dù có nhiều đối tượng nhưng mà có một cái đối tượng mà Ki thấy ok nhất vẫn là cái đối tượng chủ động với bạn. Cây cối thì Ki chỉ cảm nhận the wood, bạn vẫn kiểu giống như là vẫn chilling với cái tổ ấm của mình. Các bạn vẫn cảm thấy độc thân thật vui. Hẹn hò thì nó sẽ là một cái trang sức, kiểu giống như là các bạn cảm thấy hẹn hò giống như là cái trang sức, nó làm tô điểm lên cái tổ ấm của mình thôi, chứ các bạn vẫn đề cao đời sống độc thân nếu mà đây đa phần độc thân nhiều. Còn ai mà có gia đình rồi á, thì cái thấy là trong cái tuần này là ai mà đang có gia đình nha, mà các cô các chị hoặc là các bạn có gia đình có gia gì đó gì đó gì đó, thì tuần này sẽ là cái tuần trang trí nhà cửa, sắm sửa hoặc là tổ chức một cái bữa tiệc nào đó. Nhưng mà thấy cái tuần này đẹp, chemistry đẹp và diện mạo. Cái tuần này phải đẹp và diện mạo nó mới thu hút, nó mới ok. Tuần này miếng sao làm đẹp đẹp lắm, làm điệu lắm, giống như hoặc là đi trung tâm thương mại hay là đi đâu đó xong rồi tự nhiên cái bị thu hút bởi những cái trang sức nào đó, rồi cái lại mua trang sức, nhưng mà nó lại rất là tốt cho các bạn ở tụ thứ hai. Ok, rồi bây giờ cái sẽ đi tới cái tuần cuối cùng của các bạn trong cái tháng 10 này như thế nào. Thì nói chung là cái tuần cái tụ thứ hai này cái là cảm thấy nó không có mang cái hơi hướng các bạn 50-50, nó không có gì nó quá xuất sắc đặc biệt, nhưng mà nó cũng không có cái gì mà nó gọi là nó buồn chán như cần phải vượt qua hết. Nó chỉ là những lựa chọn mà các bạn cân nhắc hoặc là các bạn cần phải hành động hay như thế nào đó thôi. Thấy chưa, một cái tuần mà liên quan với người đàn ông, tụ thứ nhất liên quan đến người phụ nữ, nhưng mà tụ thứ hai sẽ liên quan đến một người đàn ông, nhưng mà liên quan đến điều gì thì không biết. Teaching and learning, thầy thầy cô các kiểu ha. À, mà còn đi học thì cái tuần này chắc là liên quan tới cái việc học. Người đàn ông cũng dạy dỗ hoặc là người cha, có liên quan năng lượng nam tính á, Asor nữa chắc. Hướng dẫn làm gì nè, trời ơi, hai lần lá một kiếm luôn, hai lần một kiếm nha. Soulmate relationship. Rồi, tháng 10 này trong cái tuần này là có đối tượng tiềm năng, nhưng mà nói chung là Kit đã thấy là có rất nhiều đối tượng, nhưng mà là có một cái đối tượng về soulmate, một cái người mặc dù là Kit thấy nó sẽ mang vào cái hướng tìm hiểu nhiều hơn. Các bạn sẽ cảm thấy là mặc dù các bạn thích độc thân hay như thế nào đó, nhưng mà Kit thấy là sau cái giai đoạn tháng 10 này các bạn bắt đầu tìm hiểu và nó sẽ mang một cái nền móng, và cái người the man này lại có thể là cái đối tượng soulmate của các bạn. Teaching and learning thì cái thấy cái người này khá là học vấn, khá là học thức, dạy bạn rất là nhiều thứ và cả các bạn học hỏi rất là nhiều. Và hai lần ASR thì cho cái thấy là two, nó cũng giống như là cái việc mà gọi là hai cái, tại vì hai cái kiếm này độc lập mà, thì cái thấy có sự thành công và một cái điều nào đó, một cái quyết định. Hoặc và Kit cảm nhận được nữa là trong cái tuần này khi các bạn cần có liên quan về mặt giấy tờ, có liên quan về các mặt nào cần phải viết lách xem xét các kiểu á, thì là có một cái người năng lượng nam này ra sẵn sàng hướng dẫn bạn. Hướng dẫn bạn. Nhưng mà sao Kit cảm nhận được rằng là cái câu chuyện của các bạn tháng 10 này trong tụ hai nó chưa kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Nó có một cái chìa khóa nào đó cần các bạn phải mở nè, giống như cái này nè. Kiểu giống như là phải làm rõ một bí mật cực kỳ bật mí. Thế thì các bạn sẽ tìm hiểu một cái điều nào đó nó còn nó bí ẩn lắm cơ. Các bạn sẽ tìm hiểu về trong cái tuần này sẽ có một cái người đàn ông giúp bạn tìm hiểu về cái bí ẩn nào nữa nè. Năng lượng nam. Một vài bạn đây á có thể gặp các bạn năng lượng nam tính nhưng mà là có hình dáng của một người nữ. Một vài bạn thôi chứ không phải là đa phần. Rồi một bài vài bạn đi học
cái tháng này liên quan tới thầy cô, những người hướng dẫn các bạn nha. Có viết lách các kiểu này kia nè. Nhưng mà tháng à, cái tuần này á, thì Ký là cảm nhận là có cái sự kết nối sâu sắc với cái đối tượng tình cảm, soulmate trao đổi. Ký thấy có một cái cuộc gọi mấy tiếng đồng hồ trong cái tuần này, thâu đêm suốt sáng trao đổi tâm tình. Ok, bây giờ nó sẽ liên quan đến cuộc gọi nhiều. Tháng này nhiều chit chat, gọi điện nhiều lắm nha tụi hai. Vậy thì cái luân sao phát triển nhất của tụi hai sẽ là luân sao cổ họng nha. Ok, bây giờ Ký sẽ cho 5 cái lời khuyên. Mệt, nó tháo ra luôn đi. Chị mệt mỏi ghê. Nó cứ rớt hoài. Ok, bây giờ Ký sẽ cho sorry mọi người, Ký sẽ cho 5 cái lời khuyên từ 5 cái lá bài Oracle này để cho cái tháng 10 của các bạn nó được lời khuyên từ vũ trụ, để cho các bạn có thể nắm bắt, để giúp cho cái năng lượng của mình nó được hanh thông hơn trong cái tháng này ha. Vì các bạn mang năng lượng tình cảm nhiều, cho nên Ký sẽ sử dụng bộ Roman Angel là một lá đầu tiên nha. Ok, không miếng nước nữa. Ủa, hai lá luôn. Live of Bars gì đây? Lá gì đây? Healing Heart, chữa lành trái tim, trời. Chữa lành, tháng của chữa lành, tháng của được chữa lành luôn, gặp gỡ được và được chữa lành. Nhưng mà cũng có một cái bài học hay là một cái bí mật mà cần phải khám phá nha mọi người tụ hai. Ok, lời khuyên bắt đầu nha. Make the effort. Có thấy chưa? Sẽ có một cái đối tượng nào đó kiểu rất là cố gắng nỗ lực lăn về phía bạn. Nhưng mà cái lời khuyên là make the effort, phải cố gắng nỗ lực trong chuyện tình cảm. Và Ký thấy là bạn cần nên kiểu giống như là quyết định rõ ràng, kiểu như là nếu mà ở đây á mà có cái đối tượng rất là tiềm năng và các bạn cảm thấy trái tim mình cũng xao xuyến á, thì nên nỗ lực và cho những cái cơ hội để phát triển nha, phát triển cái tương tác này. Artist, hãy nghệ thuật. Tháng này hàng chi nghệ thuật lắm. Tháng này làm đẹp, tháng này kiểu như mua trang sức đó. Năng lượng của artist. Tháng này á, vũ trụ khuyên các bạn là nên tìm tới những cái hoạt động nghệ thuật như là âm nhạc, phim ảnh, tô tượng, vẽ tranh, mua sách. Nó sẽ tốt cho cái sự nghiệp của các bạn, nó sẽ tốt cho cái tâm hồn, vun đắp lên nhiều cái tâm hồn nghệ sĩ, nghệ thuật của mình. Tháng này cũng hàng chi tháng này Kiết mới nói có một cái tuần mà các bạn sẽ hoạt động rất là nhiều, đi đứng nhiều, thì body work, lời khuyên là các bạn sẽ có một, phải nên có một cái sức khỏe thể lực tốt để có thể handle nhiều. Tháng này hơi kiểu chạy qua chạy lại đôn đáo bận rộn. Tụ hai, tháng này bạn sẽ hơi đuối chút xíu, tháng này sẽ hơi đuối, không có nhiều thời gian để ngủ luôn á. Đã vậy còn gọi cuộc gọi đêm khuya, cuộc đợi thâu đêm suốt sáng, nhiều khi trái múi giờ nói chuyện các kiểu qua lại á. Tháng này chắc mắc quần thăm gấu mèo ống kít lắm nè tụi hai ha. Mặc dù kít trong trận tụi hai tháng này hơi thiếu ngủ xíu, nhưng mà các bạn thôi kệ đi, cũng vui mà, có nhiều cái này nọ mà mình cứ để dành tháng sau ngủ. Thấy chưa, tháng này năng lượng tích cực. Ký thấy cái sự thay đổi nào đó trong một cái tuần về cái quyết định đó, nó sẽ đem đến một cái sự năng lượng tốt, tích cực. Mà nó nói về cái vòng xoay, mọi người thấy không? Positive change, cái background đằng sau là một cái bánh xe, mà ở đây nó cũng lại là cái lá Wheel of Fortune, là bánh xe số phận. Ký thấy là cái câu chuyện diễn biến tình cảm hay bất cứ điều gì mà về cái bánh xe số phận á, mà định mệnh đưa tới, nó là một cái năng lượng tích cực cho bạn, thì hãy nắm bắt nó thế thôi, không có gì nhiều hơn nữa. Rồi, đó là những gì mà Kiết cảm nhận được tụ thứ hai. Thì Kiết hy vọng là mọi người có thể gọi là nắm bắt được. Mặc dù cái tháng này bạn bận rộn, nhưng mà Kiết cảm nhận là đôi khi á, các bạn cần phải làm những cái hoạt động nghệ thuật để giúp cho mình cảm thấy được lãng mạn, chilling chút xíu.
thì để nhẹ nhàng gì đó. Nhưng mà tháng này mặc đồ trắng và đồ xanh lá nhiều cũng rất khá là tốt. Tại vì cái thấy có lá Healing Heart nữa. Vậy thì cái lá, cái đầu tiên phát triển nhất của bạn là luôn xa cổ họng để giao tiếp với nói chuyện. Cái thứ hai là tự nhiên chính vì giao tiếp nói chuyện và gặp những cái đối tượng về soulmate này nè. Xong bạn thấy cái trái tim của mình được cảm thấy được hanh thông, được chữa lành. Mặc nhiều đồ xanh lá sẽ rất là tốt nha. Và phải kiên nhẫn cho một cái điều nào đó. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã lắng nghe cái trải bài này của Kit. Hy vọng mọi người yêu thương có thể donate cho Kit qua cái tài khoản ngân hàng. Kit sẽ để thông tin ở dưới phần bình luận. Ngoài ra, mọi người có thể like và share cái video này để tỷ lệ được YouTube support, để đẩy cho video được đi tới với nhiều bạn cần lắng nghe cái thông điệp này hơn. Và ngoài ra, nếu mà mọi người lần đầu tiên tới với kênh của Kit, hãy nhớ subscribe và nhấn nút thông báo ở phần dưới để cho mỗi cái trải bài của Kit khi mà mới lên những cái trải bài mới á, thì sẽ hiện lên thông báo các bạn vào coi đúng lúc ha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người vào những trải bài tiếp theo. Hello, xin chào tất cả các bạn ở tổ thứ ba. Nhìn giọng Kit giống One Piece không mọi người? Ok, đây là tổ 3 mà mọi người khoảng cái cứng đau gì. Ok. Ok, tổ 3 là người treo ngược. Giống Spider-Man nhưng mà thật ra cái này chắc nhện màu xanh luôn. Và nhờ nó hơi ẻo xíu nha. Tụ ba mọi người đã lựa chọn cái hình ảnh của cái người treo ngược này, cái nhân vật này. Chắc là tụ ba là những người đi ngược số đông hay sao thích chọn ngược. Nhưng mà bây giờ là trải bài tháng 10 mà, đâu phải nói về tính cách các kiểu đâu. Thì với cái trải bài tháng 10 của ngày hôm nay là Ký sẽ không có check năng lượng như bình thường nữa. Thì nói chung là có năng lượng nào trong tụ tháng 10 này nó diễn ra thì Ký cũng đọc theo thôi. Và đặc biệt là hôm nay là Ký sẽ trải tháng, phong cách tháng mà theo tuần. Có 4 tuần thì Ký sẽ trả những cái lá bài theo 4 cột. Thì mỗi 4 cột sẽ có khoảng 5 lá bài Tarot và Oracle. Sao nữa ta? Sau đó là Ký sẽ đọc từng cái cột đó. Nhưng mà thế này nha, Ký sẽ không có đọc theo cái phương diện gọi là từng tuần một nó phải diễn biến theo cái thứ tự đâu. Ký sẽ đọc gọi là random. Thì nói chung là vì đây là trải bài chung, sẽ có rất là nhiều bạn khác nhau cùng xem. Thì nói chung á, mỗi tuần là sẽ phát triển thêm một cái sườn bài dựa trên cái năng lượng của bạn nghe trải bài. Tức là có thể tuần này á, mà cái tuần thứ tư đi, nó lại có thể diễn ra trước mắt ngay cái trong đầu tháng của các bạn ở một bạn nào đó. Rồi cũng có thể là cái diễn biến của cái tuần thứ hai nó lại đẩy về cuối ở tháng cuối cùng. Cái tuần cuối cùng của tháng cuối tháng 10. Rồi kiểu vậy đó, hiểu không? Tức là mọi thứ nó trộn lại, nó không có theo cái móc nhất định đâu. Hơi lộn xộn tí, khó hiểu, nó xoay xíu. Nhưng mà mọi người thông cảm nha. Thông cảm gì? Mọi người vui vẻ nha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình vào trải bài đi. Nói nhiều quá thì nó cũng mất hay. Thì phải vô trải bài thì mới biết. Bây giờ là Ký sẽ sử dụng cái bộ Tarot này để bắt đầu Ký sẽ đọc gì ta? Trải qua từng cột á. Ok vũ trụ ơi, về tháng 10 của các bạn tụ ba có gì dạ? Ok. Trải bài là vừa ngủ vừa trải bài ấy, mọi người. Chứ giờ không còn là vừa nghe vừa ngủ. Vừa nghe là ngủ là xưa rồi. Bây giờ là vừa trải bài vừa ngủ. Tụi ba. Tụi ba có gì vậy? Tụi ba có gì trong tháng 10? Ok. Tụ ba có gì trong tháng 10 vừa trải vừa ngủ? Không, vừa ngủ vừa trải chứ. Tụ ba có gì trong tháng 10? Tụ ba có gì trong tháng 10? Vì là Kit để vũ trụ các thiên thần trải giúp Kit. Ba có gì trong tháng 10? Vậy thì lại nhanh. Ok. Thấy rồi. Tụ ba có gì trong tháng 10?
Mặc dù cái trải bài này là vừa nghe vừa ngủ, có thể là một vài bạn nghe ban đêm, nhưng mà khung cảnh nó lại là ánh sáng ban ngày. Tù 3 có diễn biến nào trong tháng 10? Thử đổi cái cách sao này coi. Tụ ba thôi su quá. Tụ ba có diễn biến nào trong tháng 10? Cái thích đi dọc vậy nè, nó tiến về phía trước hơn, hiểu không? Thấy chưa? Lật lên liền mạnh mẽ luôn. Vậy là cái tụ đầu tiên này nó dính cục nè. Tụ ba có gì trong tháng 10? Không. Tụ 3 có gì trong tháng 10? Nhiều quá. Tụ 3 có gì trong tháng 10? Bây giờ là cái sẽ cho cái lá nào mà nó rớt xuống dưới mà nó trúng cái tụ nào thì nó vô tụ đó nha. Giống như mình đang đi phun sương vậy đó. Tụ 3 có gì trong tháng 10? Ok, nó rớt vào đây. Cũng hay ha, cách trải bài này hay nha. Tụ 3 có gì trong tháng 10 vậy? Tụ 3 có gì trong tháng 10? Chưa dùng có romantic feeling gì đây vậy? Phải tìm hiểu, phải điều tra. Này đủ bài chưa? Chưa ha. Tụ 3 có gì trong tháng 10? 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 Lá nào nữa đây? Này đi. Tụ 3 có gì trong tháng 10? Cái này finish, cái dòng đầu tiên finish vì nó đủ 5 lá. Tụ 3 có gì trong tháng 10? Rồi cái dòng thứ hai finish, tuần này finish. Tụ 3 có gì trong tháng 10? Tụ 3 có gì trong tháng 10? Sorry Kid, mọi người Kid cứ đọc đi đọc lại cái câu này kia, nhưng mà cho Kid đọc nha. Ok, một lá cuối cùng rồi. Giờ vô chơi ơi. Ý, sẽ có dư một lá hay sao á? À, không đủ. Rồi bây giờ có gì trong tháng 10 của mọi người nha. Bây giờ Kid sẽ sử dụng cái bộ này trước. Cái dòng này trước. Ace of Pentacles, một tuần đầu, cái tuần này trong tháng 10 nha. Detached from Drama nè. You are safe. The power of a mountain. Ok. Cái tháng, cái tuần này các bạn sẽ tập trung toàn lực vào công việc. Tại vì cái công việc trong cái tháng 10 này của các bạn, nó sẽ có một vài cái diễn biến drama. Nó sẽ khó khăn, nó sẽ thử thách. Hoặc là nó có điều rồi đó, nó liên quan về cái việc dự án kinh doanh của các bạn. Nó cần các bạn phải tập trung toàn lực vào trong cái tuần này. Nhưng mà vũ trụ đã nói với mọi người, you are safe, vẫn an toàn. Tuần này sẽ là một cái tuần mà đôi khi có lời ra tiếng vào từ người xung quanh, bỏ qua. Cái và đầu tiên của các bạn ở đây nên tập trung đó là dự án công việc Ace of Pentacles. Giống như là phải tưới hoa thôi, cho bản thân mình được tươi tốt. Tại vì Mountain thì cái cảm nhận là có nhiều cái hơi trắc trở trong cái tuần này về những cái điều dự định này, cái điều này ha. Drama ở đây thì chỉ cảm nhận là lời ra tiếng vào từ người xung quanh, có thể là cái câu chuyện mà tình cảm, giống như người yêu cũ có người yêu mới, xong rồi drama các kiểu theo cái phương diện nói qua nói lại gì đó thôi, đừng quan tâm. Có một cái vài tương tác mà tuần này kiểu như là lên mạng xã hội mà hay, kiểu giống như là câu chuyện bạn bè cũng vậy nha. Một tuần này á,
liên quan về những cái câu chuyện bạn bè, drama tương tác qua mạng xã hội, kiểu tấu khẩu mạng xã hội thôi, tin nhắn gì đó. Thì The Power cái thấy là thôi kệ, bỏ qua đi, tập trung vào cái cần thiết nhất trong cái tuần này, đó là giữa hàng cá nhân, công việc cần phải take care. Nhưng mà được bảo vệ nha, tuần này cái thấy được bảo vệ rất là nhiều từ các vị tổ tiên, ông bà, vũ trụ, các thiên thần, sẽ giúp cho các bạn, năng lượng của bạn sẽ không bị vướng quá nhiều vào những cái vòng xoay ngoài kia. Mặc dù, và đặc biệt là trong cái môi trường công việc của các bạn, dù nó có xáo trộn như thế nào, nhưng mà cái thấy là bạn vẫn an toàn, bạn vẫn rất ổn. Chỉ là nên tập trung và thể hiện tốt nhất trong cái khía cạnh công việc trong cái tháng 10 này. Không biết vì sao một hai bạn thôi nha, thì cái nơi làm việc của các bạn trong cái tháng này có sự điều chỉnh về mặt nhân sự, về mặt công việc, cho nên là nó sẽ có liên quan đến cái việc số lượng nhân sự. Thì các bạn phải thể hiện công việc của mình thật tốt để là một trong những cái người được có sức mạnh, gồng được, hiểu không, ý là vậy á. Thì để ý cái môi trường đó thôi. Ok, tuần này mọi thứ nó cứ xáo trộn, nó có nhiều thử thách, nhưng mà cái thấy bạn phải giữ vững cái tinh thần của mình, tập trung cho nó. Biết là có những cái xáo trộn rồi, đừng lo lắng. Bạn phải biết, đã đi tới núi, biết là đi lên núi nó sẽ rất là mệt, và từ trên đường lên trên núi nó dốc rồi, nói chung thì hơi thở, nhưng mà mình phải khỏe mạnh, mình phải tích cực để đi lên đến đỉnh núi. Biết mình lên đỉnh núi rồi, nếu mà mọi người cảm thấy mệt mỏi quá, tôi mệt mỏi quá, tôi không muốn đi nữa, thì mình đừng bao giờ quyết định từ đầu mình đi núi. Nhưng một khi đã đi núi, tất nhiên là mình phải đón nhận những cái điều này rồi. Nhưng mà biết đã đón nhận rồi, mình phải đưa cái năng lượng tươi vui tích cực nhất để cho cái tuần này nó hanh thông. Đó là cái năng lượng cần thiết cho các bạn, chứ đừng có để những cái drama, những cái điều xung quanh nó tác động tới năng lượng của các bạn nha. Tháng 10 này là tháng về mặt năng lượng tác động rất là nhiều cho mọi người tụi ba. Nhiều thử thách lắm. Ok, rồi bây giờ khi tới với cái tuần tiếp theo của các bạn, King of Pentacles, nói chung là nó liên quan về về sếp, về cái người đứng đầu hay là cái gì á, hoặc là cái người nào liên quan. Fire and Select. Năm kiếm, believe in yourself, làm được nha, mà phải tin tưởng past life. The fire raid, lá lửa. Không, cái tháng này năng lượng phải hướng về vũ trụ, phải hướng về tâm linh trong cái tháng này nha. Tụ thứ ba, cái tuần này là cái thấy là sẽ cái tuần bạn sẽ cầu nguyện, bạn sẽ kiểu làm việc về năng lượng của mình, giữ vững tinh thần. Tại vì một vài bạn nó sẽ tháng này nó có xáo trộn nhiều về công việc, về cái dự án của mình. Nếu mà ở đây ai đang đứng đầu nha, ai đang có những cái kinh doanh riêng, ai đang làm chủ, hay là những cái người mà có một cái địa vị gì đó trong cái công việc của các bạn á, thì tháng này nó sẽ có liên quan quá nhiều về cái môi trường xung quanh nơi các bạn làm việc. Yeah, những cái mức thang, những cái đường ray, những cái gì đó nó lên xuống. Xáo trộn công việc là năm kiếm, thì nó mang cho Kit một cái cảm nhận rằng là bạn sẽ phải, bạn thường là một người khá là bình tĩnh, bạn là một người gọi là rất là ổn định, nhưng mà có vẻ như tháng này nó làm cho các bạn vò đầu bứt tóc. Trong cái tuần này á, trong cái tuần này sẽ là cái tuần mà vào đầu bứt tóc, kiểu như là phải dồn sức để bị suy nghĩ, nhưng mà nhiều khi là bị mệt mỏi về cơ đầu á, cho nên không biết sao á, phải nghỉ ngơi. Nhưng mà thật ra ở đây có lá believe in yourself, cái thấy bạn làm được, bạn phải tin tưởng vào mình. Tại vì đôi khi trong cái tuần này á, bạn sẽ bị chất vấn với bản thân mình. Cái lá past life này thì cho cái cảm nhận bạn đang chất vấn bản thân mình, nhìn vào những cái chương về trước mà các bạn đã đi á, các bạn sẽ cảm thấy rằng là đôi khi nó hơi tự ti, và đôi khi năng lượng nó hơi bị tuột dốc, nó hơi xuống. Nhưng mà cái thấy là bạn còn phải thắp lửa lại cái năng lượng của mình. Ông bà tổ tiên và các bạn phải hướng về tâm linh trong cái tuần này. Khỏi nói trong cái tuần này, trong cái tháng này luôn. Năng lượng của lửa kết nối về những cái màu. Cái thấy là bạn sẽ
Do là các bạn bị ảnh, mặc dù á là cái thấy cái môi trường của các bạn nó khá chuyên nghiệp đi, cho là ví dụ ở đây mà ai làm những cái lĩnh vực môi trường nó chuyên nghiệp, cho nên bạn thường sẽ mặc những cái gì, những cái trang phục là màu trắng hay là những cái màu xám hay là màu đen hay là những cái màu mà trầm trầm chuyên nghiệp gì đó. Nhưng mà cái thấy tháng này nên mặc những cái màu hành hỏa nó sẽ tốt hơn, tươi vui hơn, ví dụ như là màu hồng nhạt nè, tránh mặc màu đỏ tại vì nó hơi nóng, quá nóng luôn, nó gây những cái giống như trâu bò hút đá nhau rồi ngủ chết. Ủa đúng không ta, cho vào đá nhau, kiểu vậy á. Thì nhưng mà Kít nghĩ là những cái màu về hành hỏa, nhưng mà những cái màu dịu dịu thôi, như là màu hồng nhạt, có thể màu xanh lá nữa. Màu xanh lá là màu hành mộc, nhưng mà mộc sinh hỏa mà nó lại tốt, nhiệt huyết hơn. Màu vàng, màu cam, nhạt nhạt cũng được, thì tốt trong cái tuần này. Nhưng mà bạn phải tin tưởng nha, tin tưởng bản thân mình làm được, believe in yourself. Và đặc biệt trong cái tuần này nó sẽ có liên quan về những cái câu chuyện mà xung quanh nó có tác động qua lại, nó làm bạn bị đắn đo, nhưng mà bạn không biết phải nên làm hướng nào. Giống như bạn nghe người này họ sẽ nói là bây giờ mình phải nên như thế này nè, rồi người kia lại cho ý kiến khác là như thế này nó sẽ tốt hơn, không phải cái ý kiến này đâu. Rồi người nọ là nói nhiều ý kiến, thì khi thấy cái tốt nhất là các bạn hãy ok đóng băng lạnh xíu, sau đó mình hướng về vũ trụ và là hướng về ông bà và hướng về bản thân mình, tĩnh tâm và hãy nhìn vào cái sức mạnh bên trong bạn, hãy có một cái quyết định của riêng mình, tránh bị tác động bởi xung quanh. Không biết bằng bất cứ cái môi trường nào, nhưng mà cứ thấy là bạn cần phải, dù các bạn tháng này là phải ở trong cái môi trường rồi, là không tránh khỏi rồi, nhưng mà bạn cần phải tỉnh chứ không nên động đậy nha. Bên xung quanh có biến động động đậy, nhưng mà bạn phải tỉnh táo, bạn phải tỉnh luôn, tĩnh lặng, tĩnh lặng để có thể mình gọi là, và phải tin tưởng cái quyết định của mình trong cái tuần này. Tại vì cái lá King of Pentacles này cũng đang cho thấy cái vấn đề về địa vị, và bạn phải tin vào cái địa vị mình đang có, cái chỗ đứng của mình đang ở đó, đang có ngay cái lúc này. Past life là đôi khi các bạn sẽ tìm về những cái nguồn cũ, không biết nữa. Thế cái tuần này các bạn sẽ tìm về những cái nguồn cũ nào đó để lấy lại những cái thông tin cần thiết cho hiện tại. Cái gì cũ cũ không biết nữa, có thể là sẽ tìm về những cái thông, cái tuần này sẽ tìm về những cái thông tin cũ nào đó trong quá khứ để đáp ứng cho cái nhu cầu mà cái tùy vào tình huống của mọi người lắng nghe trả bài này, không biết là điều gì nữa, trả bài chung mà. Ok, tiếp theo mà không, cái năng lượng của cái tháng này của mấy bạn tụ ba nhiều lắm, nó bị tốn hụt lên năng lượng up and down nhiều, Kid cũng bị hụt theo các bạn luôn. Mà trong khi trong cái tháng này là nó buộc các bạn là phải suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng mà và có những cái điều xung quanh đó, hèn chi các bạn đi ngược, hèn chi cái tụ bài của các bạn ngược đó. Mặc dù đám đông xáo trộn, bạn treo ngược mình lại để mình có góc nhìn khác. Cái treo ngược nó cũng giống như là lá The Hangman, nó nói về những cái giải pháp. Ví dụ như là mọi người có những giải pháp nên làm thế này, làm khi, nhưng mà bạn bắt đầu bạn nhìn tình huống khác đi, bạn có những cái giải pháp khác đi thì tự nhiên nó lại tốt hơn. Chứ không nên theo lối mòn hoặc là bị tác động ảnh hưởng những cái người xung quanh. Cái này nó sẽ hơi ảnh hưởng về tâm trí của bạn tụ thứ ba. Thôi bây giờ cái sẽ đi tới tuần tiếp theo của các bạn, coi trong cái tuần đó như thế nào nha. Nhưng mà được cái tuần, một cái tuần rất là lãng mạn, một cái tuần nghỉ ngơi. Yes, một cái tuần yes của nghỉ ngơi. Cái tuần có intuition. Thấy chưa, một cái tuần có spiritual, romantic feelings. Và cuối cùng là angel therapy, tuần chữa lành massage.
cái tuần này là cái tuần mà các bạn quyết định là tách khỏi thế giới để mình có thể là nếu mà có người yêu có tương tác thì hẹn hò gặp gỡ đi chơi hoặc là dành những cái nghỉ vài ngày. Và cái tuần này là The Lovers, cái thấy có liên kết về mặt hẹn hò gặp gỡ tình cảm. Nhưng mà The Lovers này cũng cho Kit cảm nhận là cái tuần này bạn sẽ kết nối lại với đứa trẻ bên trong. Thì đứa trẻ bên trong giống như có một cái cuộc gọi đó với bạn, nó là nó nghe là mấy bà kiểu làm mệt quá, suy nghĩ nhức đầu, tôi bị mệt bên trong, bây giờ tôi muốn đi chơi, tôi muốn relax, thư giãn, nghỉ ngơi thôi. Cái tuần này bạn dành được nghỉ ngơi nha, dành hoàn toàn để mình nhìn về cảm xúc. À, có những cái hoạt động như là Enjoy Therapy đó, là như Kiết nói là mình đi massage nè, mình đi thư giãn nè, mình được liệu pháp mùi hương nè. Và đặc biệt cái tuần này nên hướng về ông bà tổ tiên đứng bề trên nha. Angel Raphael mới nói rằng là give your cares and worries to us angels and allow us to take your burdens. Tức là có những khó khăn là sẽ được vũ trụ giúp đỡ. Cho nên mọi người đừng có ôm đồm quá. Nhắc nhở tụ thứ ba, không nên quá ôm đồm mọi chuyện. Và đôi khi những cái câu chuyện đó, những cái câu chuyện không phải của bạn mà bạn phải ôm lấy nó, thì vũ trụ mới nói là hãy tạo ra một cái ranh giới rõ ràng nhất định giữa công việc và đời sống cá nhân. Đừng có ôm đồm những câu chuyện công việc hay là bất cứ cái thứ gì xung quanh để chiếm chiếm đoạt hết cái khoảng thời gian riêng tư cá nhân của các bạn. Thì sẽ có một tuần các bạn sẽ dành thời gian hoàn toàn để nhìn vào relax thế giới của riêng mình. Spiritual teacher chắc tuần này là sẽ đi gặp gỡ, có một tuần các bạn sẽ đăng ký một cái lớp học yoga, một cái lớp học thiền hoặc là một cái lớp học về năng lượng chén hát gì đó. Tuần này cũng có vẻ như là gặp đi đâu đó một vài ngày xong rồi gặp một người có một cái năng lượng tâm linh, có thể hướng dẫn nói chuyện với các bạn, giúp cho các bạn mở mang được những cái khía cạnh mới cần thiết. Một vài bạn đây chắc là đi xem bói, xem tử vi trong cái tháng này để coi việc làm ăn, hoặc là đường tình duyên, hoặc là chuyện cưới xin các kiểu, hoặc là về nhà đất nhà cửa. Khi có cảm nhận là cái tháng 10 này một vài bạn có liên quan về lĩnh vực nhà đất nữa nha. Tại vì có những cái bạn mà nghe trải bài của Kiết cũng rất là thành công và ở một cái địa vị nhất định, sẽ hỏi về nhà đất gì đó. Ừ thì nói chung nghe được vậy. Nhưng mà thế này nè, vũ trụ đang nói trực giác của bạn rất đúng, cho nên bạn phải lắng nghe mình nhiều, đừng có để tác động từ xung quanh. Tuần này có người yêu hay có gì đó thì cứ xả stress đi. Một cái tuần để xả stress thôi. Có romantic feeling nữa, để cho trái tim mình cảm thấy nó ổn định, nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng, nó đầy sự ấm áp trìu mến. Tại vì cái thấy các bạn bị vắt chặt cái tinh thần nhiều quá rồi, cho nên vũ trụ muốn các bạn nghỉ ngơi một tuần để lấy năng lượng. Mà mọi người thấy không, các bạn sẽ có những cái cuộc gọi bên ngoài, những cái cuộc gọi mà kiểu như ấy nãy kia hỏi nãy nọ, xong cái mặt của bạn vậy luôn nè. Đây là cái diễn tả là cái mặt này nha. Vậy nè mấy bà, không bắt máy. Phải có giới hạn cho cái giữa công việc, việc bên ngoài và cái thế giới bên trong mình, tách nó ra một bên. Ok, cái sẽ đi tới cái tuần cuối cùng của các bạn. Không biết là tuần này nó diễn ra bằng dự nào thì không biết nha. Thì cái này nó mix mà. Seven of Wands, bảy gậy, the watering, bạn có vừa có lửa mà vừa có nước nữa. Watery, clear and show your energy. Very soon, về mặt tình cảm, Ice Queen. Từ lúc nào nó bị trầm lại. Một cái tuần
của các bạn phải phải lạnh lùng, băng giá, bảo vệ năng lượng. Ủa sao cái tuần này buồn ngủ quá vậy trời? Không, ý là cái tuần này buồn ngủ mà. Hàng chỉ vừa nghe vừa ngủ. Đóng băng. Khi nghe được là có tương tác cũ, người cũ muốn hàn gắn. Cái người này đã gây ra một cái điều nào đó nó khá tổn thương cho bạn trong quá khứ thôi. Người cũ nha. Hoặc là bạn bè cũ. Hoặc là cái điều gì đó nó cũ đó. Nó tìm tới bạn. Nhưng mà cái thấy không biết sao, nói về Ice Queen thì bạn nên lạnh lùng một xíu. Bạn nên kiểu giống như là lạnh lùng với phương diện là mình khi dễ ai cả. Nhưng mà cái lạnh lùng này tức là mình không, đừng vội phải trả lời, hoặc là phải đặt một cái trách nhiệm là mình phải trả lời cho những cái yêu cầu của người khác, nhất là trong chuyện tình cảm và về những cái đối tượng cũ. Bảy, thấy không, bảy gậy này thì cho thấy là bạn nên bình ổn trong cái tuần này. Nó ví dụ như bạn đang có hẹn hò với những cái tương tác mới và đang gặp gỡ rồi, thì mình cứ nhìn vào cái tương tác đó thôi. Còn cái tương tác cũ đã trải qua rồi mà có tìm lại thì cứ thấy là bạn nên đóng băng, bạn kiểu giống như là thôi mọi thứ nó nên rõ ràng, đừng có để tác động cho nhau nhiều quá. Tại vì có cái lá là clear and shield your energy, bảo vệ năng lượng của các bạn. Tại vì cứ thấy cái năng lượng tại vì thế này nè, bạn vừa có fairy vừa có núi, bạn phải cân bằng được năng lượng. Vậy thì trong cái tháng này, tháng 10 này sẽ có 2 tuần nó hơi bị rực lửa. Nó năng lượng của các bạn phải cân bằng. Có 2 tuần thì nó sẽ biến động nhiều, nó lửa mà nó biến động nhiều lắm. Nhưng mà sẽ có 2 tuần sẽ là chậm và nghỉ ngơi và quan sát. Và 2 tuần thì nó liên quan về công việc nhiều. Còn 2 tuần thì nó là liên quan về tình cảm nhiều. Thì nói chung á, là vũ trụ muốn nói với các bạn trong cái tuần này á, là clearly decide what you want, tức là phải rõ ràng quyết định. Tụi 1, tụi 2, tụi 3 nó cũng giống nhau, phương diện là đều có cái tương tác cũ. Nhưng mà tụi 3 thì nó kiểu giống như là đang có tương tác mới, hoặc là đang tương tác rồi nhưng mà lại có những cái người cũ muốn hàn gắn. Hoặc là những cái, bởi vậy nó sẽ gây trigger cho bạn nhiều và vũ trụ muốn bạn phải quyết định rõ ràng hơn. Nhưng mà tuần này nó cũng có liên quan về tin tức từ người mẹ, năng lượng nữ, năng lượng sinh thành đó. Có vẻ như là các bạn sẽ nên cần quan tâm về cái năng lượng nữ này nhiều hơn. Không biết sao khi chỉ nghe năng lượng nữ, năng lượng của nước, các bạn cần quan tâm tới những năng lượng nữ nhiều hơn. Đừng có bị do bị trôi quá với những cái cuộc sống, về những cái áp lực mà quên đi sự quan tâm tới với những cái năng lượng nữ này. Và trong tuần này phải liên kết và phải có những cái cuộc gọi hay là cái sự kết nối lại một cách thân thuộc. Có vẻ ví dụ cho các bạn như là thăm mẹ, hoặc là dành thời gian nhiều với mẹ, hoặc là các bạn dành thời gian nhiều với cái người nữ, có thể là, hoặc là nếu mà các bạn nữ mà có gia đình rồi thì có thể dành thời gian với con gái hoặc là người chồng hoặc là cha mẹ mình. Còn các bạn độc thân mà còn đang đi học á thì nhớ hỏi thăm mẹ nha, ai mà ở xa á, hoặc là cũng phải có dành thời gian cho ở trong gia đình, nấu nướng, water, nấu nướng kiểu vậy á. Hoặc là dẫn tuần này thứ thấy có một buổi cà phê một buổi đi uống nước nói chuyện gì đó. Không, cái thông tin này nó hơi lan man thế. Nhưng mà cái tuần này cần các bạn phải bảo vệ năng lượng của mình, clear and shield your energy. Vậy mà cho nên là Kit nghĩ rằng là cái tháng 10 này sẽ tác động khá là nhiều về mặt năng lượng á. Và nhưng mà cũng kết nối với tâm linh nhiều, về cái việc là mình đi mình thắp hương, kết nối với tổ tiên, với
đứng linh thiêng, và có những cái hoạt động về tâm linh chữa lành như là massage, học thiền yoga, mua nến thơm. Ok, vậy năng lượng lửa này và năng lượng nước này thì Kiết nghĩ là nến thơm hoặc là mùi hương nó sẽ rất là tốt. Tại vì lửa nó thắp lên thì cái hơi bốc ra là trong không khí là cái hơi nến nến thơm, là cái hơi nước thì nó lại giống như là nó liên quan về nến thơm với mọi người. Và cái hai cái lá này nó cũng lại nói là lửa và nước, thì nó giống như là cái lá The Temperance trong Tarot. Thì cái Temperance này đang nói là nó sẽ bạn cần phải cân đối cái cuộc sống và cái đời sống, cuộc sống bao gồm cái công việc và cái thế giới cá nhân của mình, mà phải cân đối được hai thứ và không bỏ quên bất cứ cái thứ nào hết. Hãy đặt những cái chỉ tiêu, hãy set your list, hãy set your energy for your zones. Tức là mỗi cái zone nó cần phải có một cái energy ring, chứ không thể để cho cái zone này với cái zone này hai cái nó xâm lấn nhau, nó trộn vô làm một, rồi bạn bị xâm lấn năng lượng, rồi cái năng lượng của bạn nó không có kiểm soát được. Thì lúc này vũ trụ can thiệp sẽ cho bạn cái tình huống để cho các bạn phải nghỉ ngơi 2 tuần cực lực, 2 tuần bận rộn, 2 tuần bị tâm trí nó hoạt động nhiều á, thể chất và tâm trí, thì sẽ có 2 tuần về nước, về tình cảm, về chữa lành, về mọi thứ chăm sóc các kiểu á. Rồi nói chung là đó là những cái thông điệp mà Kiết cảm nhận được thông qua tụ thứ ba. Ok, bây giờ Kiết xin kết thúc cái trải bài ở đây. Nếu mọi người có thích cái trải bài này của Kiết á, mọi người có thể donate cho Kiết qua cái tài khoản ngân hàng, Kiết sẽ để thông tin ở dưới phần bình luận. Và ngoài ra mọi người có thể like và share cái video này nếu mà mọi người yêu thích nha, cho bạn bè cùng xem hen. Gọi gì nữa, nếu mà mọi người lần đầu tiên tới với kênh của Kiết thì nhớ nhấn nút subscribe và nhận nút thông báo để mỗi lần có trải bài mới lên á, thì sẽ thông báo từ YouTube đến cho mọi người để mọi người xem sớm nhất nha. Ok, thank you mọi người, bye bye mọi người, hẹn mọi người mình trải bài tiếp theo, và chúc mọi người có một tháng 10 thật sự cân bằng và hanh thông về mặt năng lượng. Ok, bye nhé.